Ồ, dạ, bóc tay em sạc luôn. Rồi. Nè nè nè, nó háo banh luôn à. Kìa trai trai tin của tin nữa đã lại được thành sự thật kìa, nó hát banh nhà luôn quá. Rồi cha cha với con sẽ thành lập thành ban nhạc gì tên? Ban nhạc Tiến Sĩ. À bây giờ có chuẩn bị sẵn sàng á. Tại 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 chưa tới mà. Rồi lấy ra đi. Rồi bắt nguồn lên đi, nguồn on on rồi đó đó. Đâu hát thử alo alo cái tên alo alo để xích vô giữ 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 rồi rồi đàn giữ làm bắt mang nhạc. Cặp 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 cặ
Tin hát đi. Về nó đàn rồi tự nhiên cái kêu người ta đàn. À, Tin đàn đi. Tin vừa đàn vừa hát cho mày nghe đi Tin. Tin. Hát tạm biệt búp bê đi. Hát bài tạm biệt á. Tạm biệt búp bê. Hay. Anh em yêu em. Biệt búp bê xanh. Tạm biệt búp bê ông yêu. Tạm biệt. Ơ mẹ, ông anh có con phát ra từ đây nè. Tạm biệt búp bê xanh. Xinh. Tạm biệt câu người xa. Đó. Tạm biệt ở chân ông yêu. Bơi em vào lớp 1 rồi. Do năm hơn sao được. Còn mầm non hơn em. Rồi tắt. Nè, chào Thành nè. Chào tôi Thành nè. Cách. Cách. Để đứng lâu lên. Rồi là phải mời tên. Ước mơ con mình ca sĩ ra hiện diện hả? Bây giờ con hát tao sợ cái sáng luôn nha. Xây dựng các kiểu rồi luôn. Ok, sẽ thích cho Stinen gia nhập đại hè. Đại hè muốn lấy gì đâu. Cùng với 7 Sài Gòn, cùng với Sài. Bye bye. Ok, chào hẹn gặp lại mọi người video sau. Nhớ like đăng ký hãy tìm ủng hộ Chí Stinen vừa và Stinen. Bye bye.